Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 6. Các em biết không, vật sống và vật không sống đều cấu tạo từ các chất, nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt rất lớn. Điều gì làm nên sự khác biệt đó? À, đó chính là tế bào. Và sự phát hiện ra tế bào đã phần nào giúp trả lời câu hỏi này. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng vào chương tiếp theo, chương 5, tế bào. Trong chương học này, các em cần đạt được những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, nêu được khái niệm và chức năng của tế bào. Thứ hai, nêu được hình dạng, kích thước của một số loại tế bào. Thứ ba, trình bày được cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào. Thứ tư, phân biệt được các tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, tế bào thực vật với tế bào động vật. Thứ năm, nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Cuối cùng là quan sát được tế bào. Các em biết không, mỗi ngôi nhà được xây dựng từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao giờ các em tự hỏi là những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào chưa? Và để tìm ra được câu trả lời này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 1: Tế bào, đơn vị cơ bản của sự sống. Vậy tế bào là gì? À, các em biết đó, tất cả các cơ thể của sinh vật như là thực vật, động vật, con người thì đều được cấu tạo từ những đơn vị rất nhỏ bé, được gọi là tế bào. Tuy nhỏ bé nhưng các tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, ví dụ như là sự sinh trưởng, lớn lên, hấp thụ các chất, hô hấp, cảm giác, bài tiết và sinh sản. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên là tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của cơ thể sống. Vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống. Và các tế bào có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản như là sinh trưởng này, hấp thụ các chất dinh dưỡng, hô hấp, cảm giác, bài tiết và sinh sản. Vậy các tế bào này có hình dạng như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé. Hai la mã hình dạng và kích thước tế bào. 1. Hình dạng tế bào. Các em biết đó, hình dạng khác nhau giữa các loại tế bào thường phản ánh chức năng khác nhau của chúng. Cô lấy ví dụ như trên đây là một số hình dạng của các tế bào như là tế bào da ở người, tế bào thần kinh ở người, tế bào vi khuẩn, tế bào lá cây, thì kem thấy rằng các tế bào này có hình dạng khác nhau đúng không nào? Ví dụ như tế bào da người có dạng vảy cầu, tế bào thần kinh là hình sao, tế bào vi khuẩn là hình trụ, tế bào lá cây đó là hình nhiều cạnh. Vậy dựa vào những hình dạng của một số tế bào trên thì em có nhận xét gì về hình dạng tế bào? À, dựa vào những hình ảnh trên thì chúng ta thấy rằng mỗi loại tế bào sẽ có những hình dạng và kích thước khác nhau đúng không nào? Và sự khác nhau về kích thước và hình dạng này nó có ý nghĩa là phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận, giúp cho cơ thể trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Một đặc điểm tiếp theo đó là về kích thước của tế bào thì chúng có kích thước khác nhau giữa các nhóm sinh vật và giữa các cơ quan trong cơ thể. Có rất ít tế bào có kích thước đủ lớn để có thể chúng ta quan sát bằng mắt thường. Hầu hết thì các tế bào rất nhỏ và chúng ta chỉ có thể quan sát chúng bằng kính hiển vi. Để hiểu rõ hơn thì các em hãy cùng quan sát hình ảnh sau đây. Đây là hình ảnh kích thước các bậc cấu trúc của thế giới sống. Và đơn vị đo các cấu trúc này là từ 0,1 nanomet cho đến 1 km. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng thế giới sống thì bao gồm có nguyên tử, phân tử nhỏ, protein, lipid, virus, lục lạp, vi khuẩn, các tế bào động thực vật, trứng cá, chim ruồi, con người, cá voi xanh và cây thông gỗ đỏ. Và phía trên là kích thước của từng loại. Và dựa vào đây thì em hãy quan sát kích thước của tế bào vi khuẩn, tế bào động vật, tế bào thực vật trong hình. Và cho cô biết là tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường, tế bào nào phải quan sát bằng kính hiển vi. Thì dựa vào hình ảnh và kích thước mà người ta đã ghi ở trong hình đúng không nào, thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy rằng là các tế bào có thể quan sát bằng mắt thường có kích thước từ 1 mm hoặc 10 mm như là tế bào trứng cá. Còn các tế bào phải quan sát bằng kính hiển vi thì có kích thước 10 micromet hoặc 100 micromet, ví dụ như là tế bào vi khuẩn, lục lạp, virus. Có một trường hợp sau đây. Trường hợp này gồm có 4 bạn học sinh. Các bạn phát biểu về hình dạng kích thước của các loại tế bào khác nhau như sau. Bạn đầu tiên,
thì bạn ấy cho rằng là tất cả các loại tế bào đều có cùng hình dạng nhưng chúng lại có kích thước khác nhau. Còn bạn thứ hai thì bạn ấy cho rằng là tất cả các loại tế bào đều có hình dạng và kích thước giống nhau. Bạn thứ ba thì bạn lại cho rằng tất cả các loại tế bào đều có cùng kích thước nhưng hình dạng giữa chúng lại luôn luôn khác nhau. Còn bạn cuối cùng, bạn ấy cho rằng các loại tế bào khác nhau thường có kích thước và hình dạng khác nhau. Vậy theo em thì trong bốn bạn, bạn nào sẽ có một câu trả lời chính xác nhất? Câu trả lời chính xác nhất chính là bạn thứ tư. Đó là các loại tế bào khác nhau thường có các kích thước khác nhau. Còn ba bạn còn lại thì không trả lời đúng. Cô lấy ví dụ như là tế bào hồng cầu ở người. Tế bào này có hình cầu và có đường kính khoảng 7,8 micromet. Còn tế bào vi khuẩn E. coli thì hình que, có kích thước là 2-3 micromet x 0,5 micromet. Vậy từ đây thì chúng ta thấy rằng ý của bạn cuối cùng hoàn toàn chính xác đúng không nào? Các tế bào khác nhau thì sẽ có hình dạng và kích thước hoàn toàn khác nhau các em nhé. Từ kiến thức trên thì các em đã có thể trả lời được câu hỏi ở đầu bài rồi đúng không nào? Những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào? Tất cả các cơ thể sinh vật xung quanh chúng ta đều được tạo nên từ những đơn vị rất nhỏ, đó chính là tế bào. Và tế bào thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản, vì vậy tế bào được xem là đơn vị cơ bản của sự sống. Và cuối cùng là các loại tế bào khác nhau thì hình dạng và kích thước cũng khác nhau. Như vậy thì cô đã vừa giúp cho các em tìm hiểu về khái niệm cũng như là biết nhận diện tế bào. Vậy để hiểu rõ hơn, các em hãy giúp cô trả lời các câu hỏi sau đây nhé. Vì sao mỗi loại tế bào lại có hình dạng khác nhau? Câu trả lời của chúng ta là sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào để phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận, giúp cho cơ thể sống trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Vậy theo em thì tại sao hầu hết các tế bào lại có kích thước rất nhỏ? Kích thước của tế bào bị hạn chế bởi mối quan hệ giữa diện tích bề mặt và thể tích của nó. Khi tế bào lớn lên thì thể tích tăng nhanh hơn so với lại diện tích bề mặt. Chính vì vậy, nguyên liệu cần cho sự sống của tế bào như là oxy này, chất dinh dưỡng và chất thải được bài tiết như là khí carbonic phải đi ra và đi vào qua bề mặt của nó. Nên tế bào quá lớn, các chất đi vào và đi ra không đủ nhanh theo yêu cầu của quá trình sống. Chính vì vậy, hầu hết các tế bào có kích thước nhỏ. Em có biết là tế bào đầu tiên được nhìn thấy và mô tả như thế nào không? Năm 1665, nhà khoa học người Anh đã dùng chiếc kính hiển vi đơn giản để quan sát một mẫu vỏ cây và thấy nó được tạo nên từ hàng trăm cấu trúc giống nhau như những hộp nhỏ mà ông gọi đó là tế bào. Ông đã mô tả bằng cách là vẽ hình ảnh đầu tiên về tế bào mà mình quan sát thấy. Đó là những tế bào chết của vỏ cây mà ngày nay chúng ta thường quan sát rõ hơn bằng kính hiển vi với độ phóng đại là 300 lần. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học vui và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.